Bird Review sẽ mang đến những diễn biến mới nhất tại phần 1 của bộ phim Bánh Quy Ma Thuật đây ạ. Mở đầu phim là cảnh thi cử cực căng thẳng ở một trường học nọ, tới nỗi Siu còn chảy máu cam trong thời gian làm bài. Vừa xin thầy giám thị tờ giấy mới, cũng là lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian đã kết thúc, tất cả học sinh phải bung bút. Tất nhiên, cậu chẳng kịp tô lại phần đáp án đó. Áp lực thi cử ở Hàn Quốc nặng nề thế nào, chắc hẳn ai cũng biết, khiến những đứa trẻ kiệt sức về cả thể xác và tinh thần. Siu thất vọng tới nỗi định nhảy từ sân thượng tới, nhưng đúng lúc ấy lại được tặng một chiếc bánh quy ma thuật cực dễ thương, hứa hẹn sẽ mở ra một thế giới giả tưởng ngay trước mắt, không có nước mắt, không có đau thương và giúp cậu có thể tìm được ước mơ đích thực của cuộc đời mình. Chẳng ngần ngại, Siu đã nuốt trọn nó chỉ trong một lần duy nhất, đôi mắt bỗng trở nên khác thường mà miệng cười tươi rạng rỡ. Cậu bỗng dưng cảm thấy phấn khích và yêu đời hơn. Cô gái đã lén tặng nó cũng quan sát kỹ mục tiêu, quay lưng bỏ đi với chiếc bánh quy khác trong tay khi biết đã thành công chót lọt rồi. Nhà trường tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, nên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những vị phụ huynh giàu có. Su Jung gửi lời xin lỗi tới em gái Mi Jung vì không thể tham dự khi còn bận công việc. Cô nhóc tỏ ra mình vẫn ổn, còn đang trò chuyện rất vui vẻ với bạn cùng ký túc xá cơ đó. Nhưng thực tế là, cô đang cô đơn một mình trên chiếc giường và đứng ngoài cuộc vui. Hy Jin đanh đá, dằn mặt rằng đừng sống giả tạo khi lợi dụng họ trắng trợn như vậy, để lấp liếm với chị gái. Cứ tưởng, với đề nghị 10.000 cho một lần như vậy thì chúng sẽ gật đầu đồng ý, nào ngờ chỉ tỏ rõ sự khinh bỉ mà thôi. Buổi lễ tư vấn diễn ra, với sự tham gia của thầy Sung Pin, chuyên gia hướng nghiệp nổi tiếng mà phải rất vất vả, nhà trường mới có thể mời về. Với khuôn mặt khả ái thế kia, thì sự ủng hộ nhiệt liệt của phụ huynh cũng là điều dễ hiểu. Hy Jin tỏ ra khó chịu khi phải ở chung phòng với Mi Jung, còn đặc biệt danh là khẩu trang vì lúc nào cô nàng cũng sử dụng nó, còn ép hai cô bạn còn lại phải đổi phòng để mình được thoải mái. Đúng lúc ấy thì Min Jung lại xuất hiện, trả tiền công đúng như đã hứa, không sót một ai. Còn mỉa mai hãy chấp nhận định mệnh ăn bài gắn như Sam với mình đi, còn cho thêm hẳn một tờ đầy hào phóng. Thế nhưng, Hy Jin lại mỉa mai, hạng người nhận tiền trợ giúp xã hội, như cô thì lấy đâu ra tiền mà tiêu xài hoang phí như vậy thế. Đáp lại, chỉ là một nụ cười đầy khinh bỉ được thể hiện qua đôi mắt kia. Bên này, thầy Sung Pin tâm sự, chuyện cha mẹ không hiểu hết con cái là chuyện thường tình, nó không phải vấn đề quá quan trọng, dù là trong năm cuối cấp sẽ quyết định tương lai của bọn trẻ. Nhưng chỉ cần có mình kề vai sát cánh, nhất định sẽ giúp chúng thành công, với một nụ cười đầy tự tin. Trên thực tế, chúng vẫn phải vùi đầu vào học tập để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, khi kết quả không tốt thì liền tỏ ra cáu kỉnh, và đôi khi là mất kiểm soát. Du Dong phát hiện ra có ai đó đã bỏ những chiếc bánh quy dễ thương kia vào cặp sách của mình, tiện tay đút vài chiếc vào túi. Min Jung cũng tới phòng tự học, định ngồi chỗ trống thì liền bị Hy Jin khó ưa tỏ thái độ không muốn cô ngồi bên, còn thách thức hãy bỏ ra 1 triệu để mua vị trí đó đi chứ. Nhưng thấy cô chẳng buồn bắt lời, Hy Jin đi về phía nhà vệ sinh, và sau đó là tiếng la thất thanh vang lên, cô ta bỏ chạy như thể vừa thấy thứ gì đó kinh hãi lắm. Vì quá tò mò, Mi Jung đã từ từ lại gần và thấy Du Dong trong trạng thái bất thường, mắt mở to, miệng thì cười tươi rói, lên cơn co giật liên hồi và rồi xanh cỏ ngay lập tức, trên sàn còn vương vãi những chiếc vỏ bánh quy ma thuật. Du Dong chứng kiến sự việc trong sợ hãi, vội vàng lau sạch vụn bánh còn sót lại, thu gom mọi thứ vương vãi và nhét vào túi, trước khi mọi người có mặt ở đây. Su Jung tham gia buổi phỏng vấn để trở thành nhân viên chính thức, khẳng định khao khát có được một vị trí để lo học phí cho em gái. Dù rằng Min Jung chỉ cần đóng 10% học phí, nhưng số tiền ấy cũng rất lớn đối với cô. Quản lý cân nhắc kỹ một hồi lâu, dù sao cũng rất ưng sự nhanh nhẹn và nhiệt huyết của cô. Nhưng rồi lại bất ngờ quay xe khi mở lời muốn cùng cô, đi ăn tối khiến cô đứng hình mất 10 giây. Thật khó để từ chối sếp, nên cô nhận lời và liền bị đồng nghiệp khinh miệt ra mặt, khi phải dùng tới cách bẩn thỉu ấy để lấy lòng ông ta. Du Dong từ từ tiến về phía xe quản lý, mà chẳng hay đồng nghiệp nhiều chuyện đã nấp ở đằng xa để quay lén. May mắn là Mi Jung có mặt, giật phát nó vào một trận giằng co diễn ra, khiến chiếc khẩu trang luôn thường trực trong mặt rơi xuống, hiện rõ một vết sẹo dài trên khuôn mặt đang hốt hoảng của cô nàng. Su Jung biết tin em gái sẽ dọn về ở tạm vì ký túc xá đang sửa chữa, thì tỏ ra vui mừng lắm, vì đã lâu rồi hai chị em mới có thời gian bên nhau. Cô nàng thì lại chọn cho Su Jung những bộ quần áo đắt tiền và thời thượng, còn thanh toán toàn bộ chỉ trong một lần. Cô giải thích rằng đó là tiền học bổng dành cho những học sinh đứng đầu của trường. Bên cạnh đó còn được hỗ trợ toàn bộ học phí, ăn ở và cả sinh hoạt nữa. Đó là một số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng, nên chị gái muốn gửi sổ tiết kiệm để chi trả chi phí cho cô học đại học sau này, còn đòi trả lại đống quần áo đắt đỏ vừa mới mua nữa. Tất nhiên, Mi Jung không đồng ý, còn mong muốn chị hãy mặc những trang phục tử tế, tới phỏng vấn xin việc ở những nơi đàng hoàng, thay vì những chỗ rẻ tiền để rồi gặp phải những tình huống như vừa rồi. Chị cũng không cần phải lao tâm khổ tứ kiếm tiền, vì với điểm số hiện tại, cô hoàn toàn có khả năng giành học bổng toàn phần ở những trường top đầu rồi. Dù Mi Jung một năm chỉ về nhà ít ngày, nhưng chị vẫn ngủ ở phòng khách và giữ lại phòng ngủ đầy đủ tiện nghi cho em gái.
Dù đã muộn nhưng cô vẫn ngồi vào bàn học, nếm thử một chiếc bánh quy bình thường và những ký ức kinh hoàng về Du Rong lại hiện về. Đúng lúc ấy thì Mi Dung lại vào phòng để khoe giao diện mới, vô tình phát hiện chiếc máy tính bảng đắt tiền mà cô đang sở hữu. Thoáng chút bối rối, cô nói rằng đó là dụng cụ nhà trường cung cấp. Chỉ chờ chị gái quay lưng đi, cô lập tức chốt cửa phòng để bảo đảm riêng tư và gọi điện cho người được đặt tên là Di, nhưng đầu dây bên kia lại thông báo rằng đã ngoài vùng phủ sóng mất rồi. Cảnh sát nhanh nhẹn có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và thẩm vấn nhanh về những mảnh bánh quy vương vãi, vì cô là người đầu tiên có mặt ở đó. Đáp lại, Mi Dung khẳng định chẳng hề biết gì cả, chỉ tò mò Du Rong đã chết thật rồi hay sao. Bên này, Su Dung vô tình tìm thấy những chiếc bánh quy dễ thương trong túi áo của em gái, đã định cất đi vì lại có tin nhắn tới nên vô thức bỏ vào túi áo. Hóa ra, quản lý muốn cô tới sớm để gặp riêng mình, ấy vậy mà lại lấp liếm rằng chiều qua chỉ là muốn chở cô về mà thôi. Hơn nữa, việc xét duyệt nhân viên chính thức cũng tuyệt đối đảm bảo công bằng giữa các ứng viên. Vì thấy chiếc bụng đói của cô biểu tình, hắn còn tặng cho một hộp mì để lót dạ, không quên nhắn tin báo cáo cho tình yêu của mình rằng đã xử lý xong Su Dung rồi. Ngay khi ấy thì cô quay lại, gửi tặng hắn chiếc bánh quy ma thuật thay cho lời cảm ơn vì sự tử tế kia. Đồng nghiệp lại tiếp tục bài ca đặt điều khi thấy cô diện một trang phục mới toanh. Chưa dừng lại, còn tỏ ra tò mò về vết sẹo trên mặt Mi Dung nữa. Có điều, ả ta xúc phạm tới bản thân cô thế nào cũng được, nhưng không cho được phép bình phẩm chọc gậy bánh xe em gái mình. Một cuộc hỗn chiến xảy ra, tất nhiên với sức trẻ của tuổi 22 thì Su Dung hoàn toàn chiếm ưu thế, đè tổ trưởng xuống sàn, và yêu cầu phải xin lỗi ngay lập tức nếu không muốn nhận cái tát đau đớn này. Bảo sao mà ả ta không rối tít nói lời xin lỗi, và cô cũng rất cao thượng khi nói xin lỗi tỉnh bơ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì em gái hỏi về những chiếc bánh quy, nên cô nói đã vứt chiếc dở vào thùng rác rồi, nên cô nhóc vừa lục tìm vừa tỏ ra bức bối lắm. May mắn là chị gái chưa ăn, nên cô nằng nặc đòi đến công ty để lấy, khiến Su Dung tỏ ra khó hiểu, chỉ vì một chiếc bánh quy mà vất vả vậy sao? Đúng lúc ấy thì tay quản lý lại ung dung thưởng thức nó trước khi cô kịp lấy lại, còn khen ngợi mùi vị cũng rất gì và này nọ đó chứ. Ngay khi bắt đầu buổi họp, đầu óc ông ta bỗng dưng choáng váng, rơi vào thế giới ảo ma Canada khác, giật mình hốt hoảng khi trước mắt là những bóng hồng xinh đẹp, với thân hình bốc lửa đang xếp hàng dài, để quyến rũ mình, trong ánh đèn mờ ảo. Bảo sao mà tên dê già này không sung sướng và phấn khích cho được. Chứng kiến biểu hiện quá ố dề đó, nhân viên bật chế độ xôn xao đầy chấm hỏi. Cuối cùng thì Min Dung cũng tới nơi, cũng là lúc thế giới ảo mộng của ông ta càng trở nên nóng bỏng hơn, khi thấy hình ảnh cô mỉm cười trước mắt. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, hắn chẳng kiềm chế được mà tè ra quần, rồi lăn ra ngất xỉu trên sàn. Min Dung cũng chứng kiến được khoảnh khắc đó, liền nhận về ánh nhìn nghi hoặc của chị gái. Chị thắc mắc, rút cục thì chiếc bánh quy ấy là thế nào, khi cô tỏ ra giận dữ bất thường, còn khiến quản lý có biểu hiện lạ lùng như vậy. Cô nhanh chóng giải thích, bạn trai cùng trường tự tay làm những chiếc bánh quy ấy để tỏ tình. Người ấy còn khen cô đẹp và chẳng bận tâm tới vết sẹo ghê rợn này. Với người khác chỉ là những chiếc bánh quy bình thường không hơn không kém, nhưng với cô thì nó vô cùng quý giá. Su Dung lập tức ôm em gái vào lòng để an ủi, xin lỗi vì đã không hiểu tâm trạng của em gái. Mà chẳng ngờ, Min Dung giả vờ khóc lóc nhưng mặt mũi thì tỉnh bơ. Chiếc ghế số 1, vị trí vốn dành cho Du Rong bị bỏ trống, nhưng lớp học dành cho học sinh ưu tú vẫn diễn ra bình thường. Min Dung chủ động tiến tới với cậu chàng đẹp trai Ji-woo, yêu cầu cười thật tươi và chụp ảnh tình cảm đầy tự nhiên, sau đó cẩn thận gửi cho chị gái làm, bằng chứng gia tăng sức thuyết phục cho câu chuyện vừa bịa ra. Dù sao, thì người phụ nữ ấy rất ngốc nghếch nên sẽ bị đánh lừa thôi. Quả nhiên, Su Dung mỉm cười mãn nguyện khi thấy bức ảnh của em gái, còn nghe ngóng được thông tin kết quả xét nghiệm máu của quản lý hoàn toàn bình thường, dù vậy biểu hiện của ông ta chẳng khác gì kẻ ngáo đá, liên tục mỉm cười và còn tè trước mặt cấp dưới, như thể đã ăn nhầm phải thứ gì đó vậy. Có tật giật mình, Su Dung đứng dậy và kết thúc bữa ăn ngay lập tức khiến ai cũng bán tín bán nghi. Trong khi ấy, thấy Min Dung lại đề nghị Hô Su hãy trở thành bạn trai của mình với mức thù lao 20.000, Jin-woo cũng đòi bon chen vì nghĩ rằng việc đóng kịch này rất thú vị. Hơn nữa, dù có là cháu trai của chủ tịch thì cũng thiếu tiền như thường thôi, nhất là khi vừa phải chi một khoản lớn để đóng tiền học phí cho cậu. Bỏ ngoài tai lời đề nghị ấy, cô lập tức móc hầu bao như để khẳng định, chỉ muốn nhờ cậy Hô Su mà thôi, khiến Jin-woo nóng máu lắm, thẳng tay đáp cặp của cô vào đúng vị trí, trong khi Hô Su cẩn thận nhét vào túi số tiền từ trên trời rơi xuống. Vừa bước vào phòng giáo viên, Min Dung thoáng sợ sệt khi nhìn thấy tay thanh tra đã có mặt ở đó. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cô yêu cầu giáo viên chủ nhiệm hãy gọi điện cho chị gái để trấn an việc học tập của mình vẫn ổn, đổi lại sẽ nhận được số tiền cực hời. Bởi thế cho nên, cô giáo chẳng tiếc lời ngợi khen, Min Dung là niềm tự hào của trường, một học sinh cực xuất sắc, bảo sao mà người chị này không hạnh phúc cho được chứ. Buổi học diễn ra dưới sự dẫn dắt của thầy Sung Pin, dành riêng cho lớp S, quy tụ những học sinh xuất sắc dẫn đầu trường. Ji hào hứng giới thiệu,
Đã 3 năm mình luôn xếp hạng 11 và không được xếp vào lớp hạng S, nên khi có cơ hội được học tập và làm quen với mọi người thì cực mãn nguyện. Hiji mỉa mai, chẳng phải vì Du Dung hạng một toàn trường đột ngột qua đời, nên cô ấy mới có mặt ở đây hay sao? Đột nhiên, thầy giáo lại gợi ý, hoàn toàn có thể tìm hiểu về cái chết bất ngờ của bạn học, và lấy nó làm bàn đạp để có thể đỗ vào chuyên ngành hóa đời sống, mà tất cả chúng đều ao ước. Đặc biệt là Min Dung và Hiji, vì hai cô nàng là những nhân chứng của sự việc hôm đó. Vừa rời khỏi lớp học, Min Dung lập tức liên hệ với Ji, thắc mắc về một người bí ẩn có biệt danh là đầu bếp. Su Dung chuẩn bị một bữa cơm gia đình hoàn hảo, không ngừng khen ngợi hai đứa thật xứng đôi vừa lứa. Chưa hết, chị còn trả lại những bộ trang phục đắt tiền hôm qua, chỉ giữ lại chiếc áo khoác để mua cặp áo đôi dành tặng cho tình yêu xanh mượt của em gái. Cơn tức giận lên đỉnh điểm, Min Dung buông đũa và đòi ra ngoài để hít thở không khí trong lành, không quên hét lớn quát mắng vì chị đã làm điều mà mình không yêu cầu, rồi lại cúi đầu xin lỗi vì nhận ra bản thân đã quá đáng. Cô vẫn giữ chiếc bánh quy kỳ lạ, thở dài não nệ và đút nó vào trong túi áo rồi bỏ đi, mà chẳng hề hay, có một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện. Tiếng bấm mật khẩu cửa vang lên liên tục nhưng mãi chưa đúng, Su Dung cứ nghĩ đó là em gái nên thản nhiên mở khóa. Nhưng rồi người xuất hiện lại là tay quản lý trong bộ dạng mất kiểm soát, miệng cười tới mang tai. Su Dung sợ hãi, dồn hết nội lực để đóng cửa, nhưng tất nhiên chẳng thấm tháp là gì so với sức mạnh nam nhi cả. Hắn đã thành công bước vào nhà, và nằng nặc muốn tìm thêm chiếc bánh quy kỳ lạ đã mang tới cảm giác phê, tận óc kia. Vì vội vàng ra khỏi nhà, Min Dung chẳng mang đồng nào theo bên người. May mắn là Su Ho lại tình cờ xuất hiện, giúp cô tránh khỏi một phen mất mặt. Cô nàng tâm sự, thực sự rất ghét ở nhà, vì nơi đó có người chị rất nghèo hèn, nhưng lại tốt bụng, và điều đó càng khiến cô buồn nôn hơn. Bất ngờ, Su Ho khen ngợi, Min Dung đây cũng tốt bụng mà, vì nếu là người xấu thì sẽ chẳng có cái suy nghĩ đó đâu. Bên này, hắn vẫn cố gắng lục mọi ngóc ngách để tìm bánh quy. Du Dung sợ hãi từ chối cuộc gọi của em gái để gọi cảnh sát, nhưng bất ngờ lại bị hắn phát hiện bởi cái dáng vẻ lúng túng kia. Hắn lập tức yêu cầu Min Dung hãy đem bánh quy lại đây, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với chị gái xinh đẹp này đâu. Cô tức tốc lao về nhà, bỏ cả khẩu trang để chạy nhanh hơn, và theo sau là cậu chàng Su Ho cũng thở đầy chật vật. Hắn trói Du Dung trên giường, không ngừng khen ngợi cô nhân viên cấp dưới rất hay chửi rủa mình bằng ánh mắt, nhưng bù lại sở hữu một thân hình tuyệt vời. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông cửa vang lên, Min Dung đã về tới nhà, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh bãi chiến trường hỗn loạn, lập tức hướng về phía chị gái mà chẳng hay, hắn đã nấp gọn gàng sau cánh cửa rồi. Cô lập tức chứng minh mình có bánh quy mà hắn muốn, nhưng phải để chị gái rời khỏi đây trước mới chịu đưa cho. Trước đó, cô đã bàn bạc với Su Ho, ưu tiên sự an toàn của chị gái trước, nên cô sẽ vào nhà với chiếc giày cản ở cửa, rồi cậu sẽ gọi điện báo cảnh sát khi thấy tín hiệu của mình. Nghe thấy tiếng vọng ra rằng chị ấy vẫn ổn, Su Ho lập tức hành động. Một tiếng đổ vỡ bất thường vang lên, hắn lập tức lao vào để lấy bằng được chiếc bánh kia dù cô có nỗ lực phản kháng, nhưng rồi cuối cùng vẫn bị bóp cổ trấn áp. Nhanh nhẹn đáp nó ra xa làm mồi nhử, hắn phi như bay tới tóm lấy, mặc kệ Su Ho ngốc nghếch vô dụng đang ở trước mắt. Hắn vui vẻ bước ra ngoài như thể đứa trẻ vừa được cho món quà ao ước. Mặc kệ cảnh sát có đuổi theo phía sau cũng cố gắng bóc ăn bằng được. Nhưng đáng tiếc là, miếng ăn tới miệng rồi còn rơi, hắn lại mất cơ hội được phê như con tê tê khi bị cuỗm mất chiếc bánh kia. Có điều, hắn chẳng hề hay biết, Min Dung đã sớm đánh cháo nó, thay bằng một cái bánh quy bình thường. Biến cố đã trôi qua, cô nàng tự ngắm bản thân trước gương, bàng hoàng sửng sốt khi những ký ức kinh hoàng ùa về, và vết sẹo dài kia lại đổ máu dữ dội. Thuở nhỏ, cô đã bị cha bạo hành, trốn trong phòng vệ sinh cầu cứu cảnh sát nhưng mãi họ vẫn chưa có mặt, điện thoại lại sập nguồn. Chẳng còn cách nào, Min Dung đành đập vỡ gương để lấy một mảnh phòng thân. Kết cục, cô vẫn bị cha lôi sình sịch ra ngoài. Còn yêu cầu Su Dung hãy ra khỏi phòng nếu không muốn thấy em gái phải chết. Cô hét lớn yêu cầu chị không được bước ra, và Su Dung cũng chẳng đủ can đảm để cứu em gái mình. Vì quá hoảng loạn, Min Dung đã ngấu nghiến chiếc bánh quy mặt cười ma thuật, và ngay khi nó trôi qua cuống họng, đôi mắt lập tức đổi màu, những vệt máu và cả vết sẹo cũng biến mất, chỉ còn lại một nụ cười đầy hạnh phúc trên khuôn mặt vui vẻ mà thôi. Cô nàng bỗng bật cười nắc nẻ và rồi ngã gục xuống sàn, và nụ cười thương hiệu của những kẻ ăn chiếc bánh quy kia vẫn không hề biến mất. Vết sẹo trên mặt Min Dung cũng là hệ quả trong vụ bạo hành của cha ruột, và Su Dung trực tiếp chứng kiến cảnh tượng dã man đó. Dù rất muốn ra cứu em, nhưng thấy ông ta bệnh hoạn tới mức xem cả phim con heo và đống dụng cụ hành nghề, thì cô chị chẳng dám bước chân ra ngoài, đóng sụp cửa và ngồi khóc lóc bất lực. Đã 4 năm trôi qua, Su Dung vẫn tự nhắc nhở bản thân phải quên đi những vết sẹo và cả ký ức về ngày kinh hoàng ấy. Mà việc đầu tiên có thể làm chính là ra cố cửa nẻo khi lắp thêm khóa an ninh. Su Ho hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô bạn, vô tình tiết lộ chị gái cô đã liên hệ với mình, để nhờ cậy để mắt tới cô nàng một chút, cũng rất tò mò về chiếc bánh quy kỳ lạ đang được đồn thổi là tẩm đá kia. Có lẽ Su Dung cũng cùng chung nghi vấn, nhưng theo kết quả giám định thì nó chẳng khác gì so với những loại bánh quy khác trên thị trường cả.
tới lúc ấy cô chị mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ nhà máy Sang Jin đột ngột liên hệ với cô, không phải vì công việc, mà có liên quan tới con gái đang học cùng trường với Min Dung. Ông ta khoe khoang con gái mình, Ji-hye mới được vào lớp S, một phần do may mắn vì học sinh top 1 của trường mới mất trước đó không lâu. Nhưng chẳng có sự xót xa tiếc thương nào cả, ông ta còn nói Du Dung chính là nỗi ám ảnh với con gái mình, và chỉ ước có bạn thân là Min Dung thì tốt biết bao nhiêu. Cảnh sát cũng thông báo với Min Dung rằng phía pháp y đã khám nghiệm tử thi nhưng nguyên nhân cái chết cũng cực kỳ bí ẩn. Vì nạn nhân chẳng có gia đình thân thích, dù sao cũng là bạn học cùng lớp, nên rất mong nhân chứng đầu tiên như cô có thể tiết lộ cho họ chút đỉnh. Nhưng tuyệt nhiên, Min Dung không hề hé răng nửa lời. Thấy cô thản nhiên vào lớp học như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, Hee Jin lại bật mốt tò mò, tra hỏi về thứ bánh quy mà Du Dung đã ăn trước lúc mất. Ngay lập tức, Ji-hye kiếm cớ rời khỏi phòng, từ từ lấy trong túi chiếc bánh quy mặt cười ma thuật, run lẩy bẩy khi thấy bóng dáng của Du Dung đang quan sát từ phía xa. Bên này, cha cô nàng tiếp tục bài thao túng tâm lý, nhắc nhở Du Dung đừng đẩy sự việc với tay quản lý đi quá xa, bù lại nhất định sẽ giúp đỡ để cô trở thành nhân viên chính thức. Vì quá sợ hãi, Ji-hye tìm gặp thanh tra, thú nhận vì mù quáng, bởi điểm số nên đã ra tay sát hại Du Dung bởi chiếc bánh quy ma thuật này. Đột nhiên còn nhìn vào khoảng không và hét lớn đừng có bám theo mình nữa, khiến thanh tra vừa khó hiểu vừa rén ngang. Bên kia, chị gái cũng gọi điện hỏi thăm về cái chết của bạn cùng lớp với em gái, không quên tiết lộ, Ji-hye chính là con gái của ông chủ nhà máy. Vừa hay, Min Dung trông thấy hai người đang rảo bước đi cùng nhau, trên tay còn cầm chiếc bánh quy nên lập tức ngắt máy. Theo lời Ji-hye, chiếc bánh này có thể giúp họ học tập tốt hơn, nhưng nếu ăn nhiều hơn một cái trong một ngày thì hiểm họa sẽ ập tới. Du Dung vốn rất thích học trong nhà vệ sinh để giữ yên tĩnh, còn tỏ ra mệt mỏi khi phải giải hết đồng bài tập chất chồng này, để giữ vững vị trí số 1 của mình. Thế nên, cô ta đã ngỏ lời giúp đỡ, bằng chiếc bánh quy đặc biệt này, động viên Nam cũng thật lòng lắm, nhưng vừa quay lưng thì liền thay đổi thái độ. Du Dung thưởng thức nó chẳng chút nghi ngờ, ngay sau đó thì đôi mắt chợt biến đổi, tốc độ tăng chóng mặt đi kèm với cả sự chính xác tuyệt đối, dần trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Hôm sau, Du Dung cũng nhắn tin Ji-hye để xin thêm, mà chẳng hay cô bạn đã để sẵn trong cặp, không chỉ một mà rất nhiều chiếc với lời nhắn, hãy ăn thử tất cả cùng một lúc đi và dẫn tới sự việc này. Có điều, những người bạn khác cũng mua nó, vì sao Du Dung chỉ đi theo một mình như vậy chứ? Ngay khi thanh tra quay lưng đi để nghe điện thoại, thì Ji-hye đã bị kéo vào một góc, trong khi Jin-woo cũng tiếp cận anh ta, với mục đích xin thêm kinh nghiệm để thi vào trường cảnh sát. Min Dung bắt cô bạn phải ăn hết chiếc bánh quy này, nếu không muốn nhận kết cục như Du Dung. Ngay khi vừa nuốt xuống, thì hình bóng của Du Dung cũng biến mất. Min Dung tiếp cận với lời nhắn nhủ, hãy phủ nhận chuyện mình là kẻ giết người với chú cảnh sát kia, và quay trở lại là niềm tự hào của cha mẹ. Thế nên, Ji-hye vừa cười tươi bỡn cợt vừa nói, rằng lời thú nhận khi nãy chỉ là nói dối thôi, rồi lao ra hành lang mà hét lớn trong hạnh phúc, rằng đã thoát khỏi vị trí số 11 suốt 3 năm, để vươn lên lớp S quy tụ những học sinh top đầu cả trường, rồi sau đó lăn đùng ra sàn, và trên khuôn mặt lại là nụ cười ám ảnh, giống hệt với Du Dung lúc trước. Cùng lúc ấy, Jin-woo cũng khoe đã trộm được chiếc bánh từ tay cảnh sát kia, khiến Min Dung trợn tròn mắt mà ngạc nhiên. Tới bây giờ thì anh ta mới nhận ra, lục tung cả người, mà vẫn chẳng thấy nên vội vàng đến nhờ hiệu trưởng trích xuất camera để tìm lại. Có điều, ông ta lại không muốn bị điều tra thêm về cái chết của học sinh trong trường của mình, còn móc hầu bao cho chút tiền để mua bánh quy thay vì làm phiền mình như vậy, đúng là coi thường cảnh sát tới tột cùng mà. Trong thoáng chốc, anh ta chợt nhận ra, người duy nhất thó chiếc bánh của mình, chỉ có thể là cậu học sinh đột ngột tiếp cận lúc trước mà thôi. Đúng lúc ấy thì Jin-woo cũng xuất hiện nên đã lao vào kết tội, cậu đang tiếp tay cho kẻ xấu. Nhưng tất nhiên rồi, các thầy cô bảo kê tuyệt đối, nâng như nâng trứng vì cậu là học sinh xuất sắc mà. Nhưng họ không hề biết, Jin-woo còn hút thuốc lá điện tử, dằn mặt rằng đã biết sự thật Du Dung chết vì những chiếc bánh quy ma thuật kia. Dù cô nàng có bí mật chuẩn bị cả dao sau lưng, nhưng cậu ta vẫn tỏ ra bình thản, còn nói người quen của cô cực thân thiết với mình, chính là bà cô sành điệu sang chảnh này đây. Thì ra, bà ta chính là người có biệt danh là gì, vừa trở về sau kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh. Mà chẳng buồn bận tâm Min Dung như phát rồ khi liên tục bị cảnh sát theo dõi, và thẩm vấn cả tuần qua vì cái chết đột ngột của Du Dung, sau khi sử dụng bánh quy ma thuật của họ. Nhưng có gì phải đáng lo đâu, khi bánh quy tẩm đá của họ không phải loại bình thường, camera an ninh cũng được xóa sạch, cảnh sát chẳng tìm thấy manh mối nào cả. Jun Bum đang gấp gáp hơn bao giờ hết, thì bất ngờ gặp thầy giáo đang lúi húi đầy khả nghi cạnh chiếc xe của mình, để rồi nhanh chóng ngụy biện chỉ là đang tìm chiếc bật lửa mà thôi, không quên dặn anh ta phải cẩn thận, ví dụ như lái xe ấy. Ngay sau khi lăn bánh, Sung Pin lập tức thay đổi sắc mặt, thẳng tay đáp đi chiếc bật lửa vừa được sử dụng làm cái cớ vậy. Quản lý khai báo với cảnh sát rằng sau khi sử dụng chiếc bánh quy của Su Dung, hắn thấy ảo giác khi tất cả mọi người đều khỏa thân, sau đó cũng nở nụ cười và ngất xỉu. Nhưng kết quả giám định thì xác nhận, chiếc bánh quy kia chẳng có dấu hiệu gì bất thường cả.
Chỉ vì quá thèm thuồng cảm giác phê lòi ấy, hắn mới tới tận nhà của Su Dung để lục tìm thì mới hay, Min Dung mới là chủ sở hữu thực sự. Anh ta đích thân tới gặp cô chị, khẳng định vì chiếc bánh quy có vẻ ngoài tầm thường này mà một học sinh đã mất. Ban đầu, Su Dung đã đóng cửa chẳng tiếp, nhưng rồi lại bất bình mà mỉa mai rằng, đúng là thứ cảnh sát vô dụng, dù là trước đây hay bây giờ cũng vậy. Em gái mình chẳng hề liên quan tới vụ án nào, nên hãy thôi nghe lời tên khốn kia nam biến thái, nửa đêm nửa hôm tới nhà mình lục sục như vậy, để rồi quy chụp Min Dung là tội phạm đi. Jun Bum vẫn ngoan cố mà cung cấp thêm thông tin, rằng cắn một miếng thì sảng khoái tinh thần, nửa chiếc thì như bay lơ lửng, cả cái thì thấy giấc mơ thành hiện thực, nhưng cô chị la hét ầm ĩ vì chẳng muốn nghe thêm điều gì cả. Đúng lúc ấy thì Min Dung nói rằng sẽ về muộn vì đang đi học với bạn, nhưng chị phát hiện đó là lời nói dối, khi mà Su Ho khẳng định đã về nhà ngay sau khi tan học nữa. Thì ra, mục đích chị muốn gặp cậu chàng là để xin lỗi về sự cố lúc trước và dò hỏi về công thức làm bánh quy mà cậu đã tặng cho Min Dung, như cách để kiểm chứng sự thật về lời nói của cô em gái khó đoán. Bên này, Ji Hae được cha mẹ tới đón, vô tình đụng mặt Jun Bum, lập tức tố cáo đây chính là người đã khiến mình sợ hãi tới mức ngất xỉu. Bị đổ tội một cách oan uổng như thế, nhưng may mắn là anh ta cũng có thêm thông tin mới từ Su Dung, rằng chiếc bánh quy đó đúng là do bạn trai của Min Dung làm, kèm lời khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc chiến dài hơi sắp tới. Thấy con gái cứ mãi run rẩy sợ hãi, ông Sang Jin đã động viên hãy bỏ ngoài tai những lời đồn thổi và tập trung vào việc học hành mà thôi. Thế nên, cô nàng lại vùi đầu vào học hành, ngấu nghiến chiếc bánh quy ma thuật tẩm đá và tất nhiên, những biểu hiện quen thuộc báo hiệu một giấc mơ chuẩn bị tới. Thì ra, Ji Hae luôn bị ám ảnh thành tích. Dù đã được vào lớp S nhờ cái chết của hạng một Du Dung, nhưng điều mà cô ta cần nhiều hơn thế, cầm chặt chiếc thước kẻ trong tay và lần lượt hạ gục tất cả những bạn học cùng lớp có thứ hạng cao hơn mình, để rồi ung dung ngồi vào vị trí số 1 đã hằng ao ước từ lâu với nụ cười không thể man dợ hơn, lại còn được cha mẹ cưng chiều và hết mực tự hào vì thành tích này. Thanh tra làm một ngụm nước đóng chai trong xe, đột nhiên cơ thể mất dần kiểm soát, mọi thứ như mờ dần đi trước mắt. Sáng hôm sau, Su Dung linh tính có chuyện chẳng lành, liền gọi điện cho Jun Bum, nhưng người bắt máy lại không phải anh ta, mà là kẻ bí ẩn với vết thương vẫn còn chảy máu trên tay kèm thông tin, Jun Bum hiện đã bất tỉnh rồi. Đột nhiên, vị trí thứ 10 của GE cũng bị bỏ trống, nguyên nhân là cô nàng đã nhảy lầu tự tử, nhưng cô giáo vẫn yêu cầu họ lấy lại tỉnh táo để tiếp tục học tập. Min Dung cũng sốc ngang với tin tức chấn động này, dùng đôi mắt to tròn hướng sự nghi ngờ về phía Jin U. Cậu chàng này còn thẳng thắn chia sẻ với Ho Su rằng anh cũng thích Min Dung, nên đề nghị cậu hãy nhận tiền và khôn hồn hãy tránh mặt đi thay vì làm phiền tới kế hoạch tiếp cận mục tiêu của mình. Thầy Sung Pin vui vẻ chào hỏi với cảnh sát mới Dê Dong, người sẽ thay thế vị trí của Jun Bum để tiếp tục cuộc điều tra, còn khẳng định sẽ nhanh chóng khép lại vụ ồn ào này. Trở về bàn làm việc, thầy chứng kiến cảnh tượng kia với vẻ mặt trầm tư, trên tay cũng có vết thương đã được băng lại cẩn thận. Bên này, Min Dung sợ hãi level mắc vì nghĩ tới cảnh sẽ bị cảnh sát sờ gáy, khi mà các nạn nhân của chiếc bánh quy xuất hiện ngày càng nhiều hơn, liên tục chỉ trích và đòi gặp bếp trưởng mà chính họ cũng chẳng hề biết danh tính. Đáp lời, bà dì chỉ mỉm cười, thắc mắc có khi nào cô có mặt tại hiện trường vụ tai nạn của tay cảnh sát đêm qua, hay không? Thấy Su Dung tỏ ra thất thần, nhóm trưởng còn mỉa mai rằng, lòng tốt đặt nhầm chỗ khi tiếc thương cho sự ra đi của con gái sếp, người mà chẳng liên quan gì tới họ. Bằng khuôn mặt mung lung bất định, chị chỉ buông lời, nếu mà nó có liên quan tới mình thì biết phải làm thế nào đây? Đột nhiên, cô rời khỏi vị trí làm việc, bắt xe tới trường để gặp em gái làm rõ mọi chuyện. Nhưng trước đó, cô lại va phải bà gì đây, còn phát hiện ra chiếc bánh quy mặt cười quen thuộc trong lúc nhặt đồ giúp. Tinh mắt nhìn bảng tên trên áo, bà ta đã biết cô chính là chị gái của Min Dung, thản nhiên nhìn cảnh tượng chị cầm trên tay chiếc bánh đó mà chẳng hề phản ứng gì. Jin U chủ động tiếp cận Min Dung, khoe khoang rằng nhờ có ông nội giàu có mà cuộc sống học đường mới dễ thở như vậy. Chỉ cần bỏ tiền ra là đã có Ho Su giải hết những bài toán khó rồi. Cô nàng lập tức đeo khẩu trang từ chối nói chuyện. Nhưng Jin U vẫn nhắn tin yêu cầu Ho Su hoàn thành thêm cả bài tập cho Min Dung nữa, khiến cậu chàng thở dài đầy bất lực. Nghe tin thanh tra cảnh sát gặp tai nạn từ thầy giáo, Min Dung tỏ ra bất ngờ như thể chưa hề hay biết chuyện này. Nhưng cô nàng không ngờ thầy giáo lại có mặt ở hiện trường. Là người đã trực tiếp đưa thanh tra ra khỏi xe trước khi nó bùng cháy dữ dội và đưa anh ta vào viện kịp thời. Nhưng sự xuất hiện ấy không phải tình cờ. Min Dung đứng hình khi thấy chiếc thẻ cảnh sát và nụ cười tươi rói của người thầy giáo trước mắt. Bên này, bà dì cười ngặt nghẽo khi phát hiện Su Dung, vội vàng chụp hình lại chiếc bánh quy kỳ lạ, giả bộ rằng mình đã nhặt được nó ở một nơi gần đây. Và quả nhiên, bà ta đã thu được mẻ cá lớn khi Su Dung lập tức đòi được mục sở thị. Nơi đó nằm ở tầng hầm đen kịt chẳng có ánh sáng, nhưng camera an ninh thì được lắp đặt cẩn thận. Bà ta lấy chiếc bánh từ túi và lại la lớn như thể mình vừa nhặt được thêm một chiếc nữa, lập tức đòi thử nhưng Su Dung đã lập tức ngăn cản và lấy nó làm của riêng. Bên này, thầy giáo cũng lật bài ngửa,
khẳng định biết rất rõ cô bị ép tham gia vào đường dây kinh doanh chiếc bánh quy kia, và thực lòng muốn giúp đỡ cô, qua đó chứng minh cho cô thấy, thế giới này còn rất nhiều người lớn hiểu chuyện và cảnh sát có năng lực đó. Đổi lại, Min Jung chỉ cần cung cấp thông tin về căn cứ bí mật của tổ chức mà thôi. Trong khi ấy, Su Jung đã có mặt ở phòng giặt là, nơi mà chỉ có một mình bà dì là nhân viên, vật lộn với hàng đống đồng phục của nam thanh nữ tú trong trường. Trong lúc ngó nghiêng xung quanh, cô vô tình phát hiện chiếc khẩu trang quen thuộc mà em gái vẫn hay sử dụng. Bà ta liếc nhìn thấy và khẳng định, đó là đồ dùng của đồng nghiệp, ngoài giặt ủi, bà còn làm công việc thứ hai là bán bánh quy nữa đó. Đến bây giờ, Su Jung mới nắm bắt được tình hình, lập tức rút máy đòi báo cảnh sát. Trong khi ấy, Min Jung cũng tự tin bỏ lớp khẩu trang và khẳng định, nơi sản xuất bánh quy chính là ở nhà ăn. Vừa dứt lời thì bà dì gọi tới yêu cầu phải có mặt ngay lập tức, vì chị gái cô đã phát hiện ra nơi này và còn có ý định báo cảnh sát nữa đó. Su Jung mặt cắt không còn một giọt máu, khi biết em gái cũng tham gia vào đường dây bí ẩn này. Hơn nữa, một chiếc bánh có giá 3 triệu won, số tiền lớn hơn rất nhiều so với lương hiện tại của cô đó. Bà ta còn mỉa mai rằng, phong bì dày cộp mà Min Jung đưa cô chẳng phải là học bổng gì cho cam, mà là tiền lương từ công việc phạm pháp này đó. Thám tử Jung Bung cũng vì nhúng mũi vào chuyện này mà nhận kết cục bi thảm đó. Nụ cười dần tắt, Su Jung nhận ra sự việc thật sự nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng của mình rồi. Cô vội vàng bỏ chạy thoát thân, nhưng cánh cửa sắt khổng lồ đã đổ sập ngay trước mắt. Su Jung sợ hãi bỏ lại hai chiếc bánh quy, cùng lời hứa sẽ mang bí mật này xuống mồ, van xin được rời khỏi đây và hãy sa thải cả Min Jung nữa. Thật nực cười, trong tình huống này bà ta lại phải đồng ý với yêu cầu của cô hay sao? Nhất là khi Min Jung lại là một nhân viên xuất sắc, muốn vượt qua cái nghèo khổ và cả vết sẹo đau đớn trên khuôn mặt. Su Jung tức tối vì em gái bị xúc phạm, lập tức tóm cổ mà đe dọa. Ngay lúc ấy thì Min Jung xuất hiện yêu cầu mở cửa, nếu không sẽ lấy mạng bà ta cho xem. Cô chị chỉ mong, những gì vừa nghe là lời nói dối, thực sự những chiếc bánh ấy là do bạn trai Ho Su tặng cho cô mà thôi. Nhưng thấy Min Jung chẳng hề thanh minh một lời nào, chị đã lớn tiếng yêu cầu hãy phủ nhận đi để cô được yên lòng. Đáp lời, Min Jung chỉ yêu cầu bà ta hãy liên hệ với bếp trưởng để thu xếp mọi việc. Su Jung thực sự thất vọng, lập tức cởi áo và để lộ những mảng sẹo khắp cơ thể. Cô thì chỉ bị thương duy nhất ngày hôm đó, nhưng người chị này thì chịu sự tra tấn và bạo hành của cha suốt một thời gian dài kể từ khi mẹ bỏ nhà đi. Rõ ràng chị đã yêu cầu đừng gọi cảnh sát, nhưng vì cô cứ cứng đầu nên mới gây ra vết sẹo dài trên mặt của chính mình. Vì cảm giác có lỗi, chị đã rất vất vả để tiếp tục tồn tại, từ bỏ tất cả để giúp cô có thể sống tốt hơn. Hai chị em thất thần đối mặt với khủng hoảng của riêng mình, thì bà ta reo lên đầy phấn khích, rằng bếp trưởng đã đồng ý tha mạng cho người chị đáng thương này, với điều kiện phải giữ bí mật về mọi thứ. Hắn cũng rất tò mò về giấc mơ thực sự của cô gái này, nên ngỏ lời muốn cô ăn hết chiếc bánh quy này, mặc cho Min Jung ra sức ngăn cản. Vô tình gặp lại nhau, tay cảnh sát lúc trước đã giả vờ không quen biết, nay đã hào hứng khi gặp lại người đồng nghiệp cũ đang bị đình chỉ. Thế nên Sung Pin đã nhắn nhủ hãy giữ kín bí mật giúp mình, vì anh đang thực hiện nhiệm vụ mật mà cấp trên giao phó. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, Su Jung đã quỳ gối, hướng ánh mắt về phía camera an ninh, ngỏ lời muốn thay thế vị trí của em gái trong đường dây buôn bán bánh quy tẩm đá này. Tất nhiên, lời cầu xin đó không phải với bà dì này, mà với bếp trưởng giấu mặt kia, người chắc chắn đang quan sát mọi việc thông qua máy quay này. Đột nhiên, hắn thông báo chấp thuận thông qua tin nhắn tới bà ta, Min Jung sợ hãi mà ngăn cản chị. Nhưng đã quá muộn, Su Jung đã ngấu nghiến chiếc bánh quy ma thuật đầu tiên trong nụ cười đắc ý của bà ta. Rất nhanh sau đó, đôi mắt đổi màu, khóe môi tự động nở nụ cười một cách mất kiểm soát rồi chợt ngã lăn ra sàn. Min Jung đã nhờ Su Ho đưa chị gái đang ngất xỉu tới bệnh viện, kèm lời nhờ và hãy chuyển lời giúp khi chị tỉnh lại. Xong xuôi, cô nàng đã tới gặp thầy giáo để tiết lộ nơi sản xuất ra những chiếc bánh quy là ở phòng giặt chứ không phải nhà ăn như mình đã nói. Bên cạnh đó, sẽ gửi anh toàn bộ thông tin về phương thức vận chuyển, khách hàng và nhân viên. Chỉ mong anh hãy bắt cô và giải quyết vụ án này càng sớm càng tốt, như cách để giúp chị mình không sa vào con đường tội lỗi vậy. Nhưng lại che giấu bằng cách nói rằng, cô cũng muốn kiểm chứng lời khẳng định, rằng thầy là một người trưởng thành đáng tin và là một cảnh sát có năng lực. Bà dì cảm thấy bất ổn vì chẳng biết Min Jung sẽ bày mưu tính kế chuyện gì, nhưng bếp trưởng lại chẳng hề để tâm, chỉ ra yêu cầu hãy nhanh chóng mở lại hoạt động kinh doanh. Nhận lệnh, bà ta lập tức bấm nút, một chiếc cầu thang bí mật hiện ra, và sau cánh cửa là không gian rộng lớn dành cho việc sản xuất bánh với sự tham gia của một ông chú lớn tuổi. Min Jung hoàn tất việc gửi tài liệu theo đúng lời hứa, vừa hay lại nhận được tin nhắn thông báo sẽ sớm mở lại cửa hàng của bà dì. Sung Pin nhập vai thầy giáo tư vấn các học sinh tốt đầu viết bản giới thiệu để ghi điểm với các trường đại học. Thay vì tuyệt đối trung thực như Hyjin vẫn hay sử dụng, thì nên khuếch đại chút đỉnh, miễn sao là đủ để họ tin tưởng là được. Được thầy dạy cho tuyệt chiêu luồn lách này, cô nàng tỏ ra khó hiểu, còn ngờ vực đây có đúng là chuyên gia được công nhận không vậy?
Min Jung thông báo rằng mình sẽ tới phòng giặt và phát lệnh yêu cầu hãy gọi cảnh sát ngay lập tức. Còn Sung Pin thì tỏ ra phấn khích khi có trong tay toàn bộ tài liệu liên quan tới chiếc bánh quy bí ẩn kia, không quên khoe khoang với hiệu trưởng rằng đó là lý do vì sao lại nói việc giới thiệu bản thân rất quan trọng mà. Bà dì đang hào hứng với mẻ bánh mới vừa ra lò thì Min Jung lại chọc tức khi tuyên bố đã gọi cảnh sát và họ sẽ sớm tóm cổ bà ta mà thôi, nên khôn hồn thì hãy khai ra hết tất cả những gì mình biết về bếp trưởng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, còn cẩn thận chặn đường để cản bà ta chạy trốn. Có điều cô không hề hay biết, nơi này còn có thêm sự xuất hiện của ông già lạ mặt, bước ra từ phòng làm bánh với nụ cười vô cùng bệnh hoạn. Biết cô sẽ bất ngờ, nên bà ta nhanh nhẹn giới thiệu đó là Jiri, đầu bếp bánh ngọt mới tới đây làm việc. Tới khi cô nhận thức được tình hình thì đã quá muộn, ông ta đã tiến tới bóp cổ và nhấc bổng cô nàng chỉ trong nháy mắt, còn bà ta thì phấn khích khi lần đầu tiên gặp mặt mà đã chào hỏi theo cách độc lạ thế này. Chưa dừng lại ở đó, họ còn ép cô ăn 2 chiếc bánh quy ma thuật vượt quá số lượng cho phép, nên cô đã rơi vào ảo giác, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng năm nào, cũng nằm im bất động đếm từng giây từng phút chỉ mong có cảnh sát tới cứu, nhưng sau cùng lại chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Đôi mắt bắt đầu biến đổi và nụ cười xuất hiện, rồi lập tức chìm vào hôn mê. Trong khi ấy, Su Jung lại xuất hiện ở tang lễ của em gái với khuôn mặt thất thần. Nhưng rất nhanh sau đó đã được sống cuộc đời mình mơ ước, được học những gì mình thích, vui vẻ tám chuyện cùng bạn bè hay làm đẹp cho bản thân. Mà đặc biệt là nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi. Thật may là, tất cả những thước phim ấy chỉ là giấc mơ sau khi cô chỉ ăn bánh quy mà thôi. Chị vội vàng tới gặp Min Jung, thì thấy em gái cũng được đưa tới bệnh viện cấp cứu với nụ cười ám ảnh. Su Jung tự thôi miên rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi, lặng lẽ quay lưng đi tìm em gái. Nhưng những âm thanh sống động của cuộc sống thực tại đã chứng minh cho cô thấy, đó hoàn toàn là sự thật. Dù có tự tát vào mặt trăm ngàn lần trong sự hoảng loạn, thì Min Jung vẫn đang phải đối mặt với nguy hiểm cận kề. Hô Su thất thần bước vào lớp học, mặt như muốn khóc tới nơi và thông báo rằng Min Jung đã phải nhập viện rồi, lập tức thu hút sự chú ý của Hee Jin khi liên tục chất vấn, cô nàng có gặp phải tình trạng ngừng tim và nụ cười ám ảnh giống Du Jung hay không, nhưng cậu lại chẳng trả lời. Bên này, đồng nghiệp cũng mơ hồ nhận ra, hẳn là Sung Pin phải có một kế hoạch gì đó nên mới mạo danh một thanh tra khác, có mặt ở đây để điều tra về thứ gọi là bánh quy mà hắn đã từng được nghe qua. Bên này, Su Jung vẫn chưa lấy lại bình tĩnh khi biết tỷ lệ tử vong của em gái ngày càng cao. Và nếu may mắn có gọi tên thì cũng chỉ có thể sống thực vật suốt đời mà thôi. Bà dì tới thăm trong trang phục lộng lẫy, còn mỉa mai rằng vì chị gái có ý định tự kết liễu cuộc sống của mình, nên Min Jung mới mất bình tĩnh và rơi vào hoàn cảnh bi thương như hiện tại. Bà ta sẽ gửi tiền viện phí, đổi lại cô phải giữ bí mật về mọi chuyện. Trở về bên cạnh giường bệnh, cô quyết định để lại chiếc điện thoại của mình, còn bà dì thì hào hứng báo tin với bếp trưởng, đã thành công thuyết phục Su Jung, người phụ nữ ngốc nghếch nhất cuộc đời ngậm miệng rồi, việc cần làm bây giờ là bắt đầu kinh doanh thôi. Bên này, hai cảnh sát đang trên đường tới gặp Su Jung, và ông ta tiết lộ tin động trời, rằng trước đó Min Jung đã liên hệ với mình để báo án, rằng chính cô là người đã bán ma túy trá hình thông qua chiếc bánh quy ma thuật kia. Cô cũng đã gửi thông tin về đường dây này cho cảnh sát mật ở trường, nhưng vẫn muốn ông ta xác minh lại một lần nữa. Hóa ra, Min Jung không hoàn toàn đặt niềm tin vào Mung Pin như anh ta nghĩ, nên mới có phương án dự phòng như vậy. Hắn đề xuất kế hoạch hãy hợp tác để tóm kẻ cầm đầu, lấy được công thức làm bánh quy và kiếm thật nhiều tiền với hình thức kinh doanh mới mẻ này, thay vì làm cảnh sát ba cọc ba đồng. Hắn thao thao bất tuyệt một hồi lâu mà chẳng hay, Sung Pin đã đi lệch khỏi lộ trình ban đầu, chọn một nơi vắng vẻ và ra đòn mạnh mẽ, để dằn mặt tên nhiều chuyện này với những cú ra đòn chẳng hề ghê tay. Vừa trở về ký túc xá, Jin U bỗng nhiên mở chuyên mục tâm sự tuổi hồng khi thú nhận bản thân thực sự rất thích Min Jung, bởi sức sống ngập tràn và luôn nhiệt huyết. Thế nhưng, Su Ho lại tỏ ra nghiêm trọng và mong người bạn chung phòng có thể đánh đập mình tùy ý, nhưng đừng đùa giỡn chuyện của Min Jung như vậy, ít nhất là trong thời điểm rối ren hiện tại. Bên này, Sung Pin đã tới thăm Min Jung, kèm lời cảm ơn và một bó hoa tươi thắm, không quên ngó nghiêng chiếc điện thoại được bỏ lại ở bên cạnh. Với bộ đồng phục có dán tên em gái, Su Jung thành công tiến tới căn cứ địa bí mật của họ, cùng con dao sắc lẹm trên tay và một khuôn mặt vô cảm. Mặc cho bà ta có la hét van xin, nhưng cô vẫn lạnh lùng tặng một nhát dao vào tay và sẵn sàng cho công cuộc lấy mạng người phụ nữ này. Trước đó, trong lúc ngồi thất thần ở khuôn viên trường học, Hô Su đã thấy Su Jung lững thững bước vào trường vào lúc màn đêm buông xuống nên tỏ ra nghi ngờ sương sương. Sung Pin cũng lắng nghe đoạn ghi âm trên điện thoại là lời thú tội của cô vì đã giết người. Cô thực sự nung nấu ý chí đó nên mới ra tay với bà dì này, còn cố tình nhắm tới bếp trưởng nữa. Đúng lúc ấy thì Hô Su gọi điện tới để xác minh sự việc mà chẳng hề hay biết thầy giáo là người nhấc máy. Anh ta lập tức rời khỏi bệnh viện. Trong khi ấy cậu chàng cũng lần theo dấu vết và phát hiện thang máy đang dừng ở tầng hầm B2. Thấy Jiri xuất hiện với nụ cười man rợ, bà ta đã lập tức tiết lộ. Chính ông ta là người đã khiến Min Jung lâm vào tình trạng hiện tại. Có điều,
Thứ mà cô cần lại là một cuộc gọi tới bếp trương vào ngay thời điểm này. Bà ta lập tức thực hiện yêu cầu, còn năn nỉ đầu bếp đừng bỏ rơi mình, nếu không thì sẽ bị cô nàng điên rồ này lấy mạng đó. Thật không may là hắn không hề có ý định muốn gặp cô, còn nhắn nhủ dù có giết chết con tin, thì cũng chẳng thể thắng nổi người đàn ông khỏe mạnh trước mắt đâu. Không suy nghĩ, Su Dung lập tức đâm thêm một nhát nữa, tiếng kêu thất thanh vang lên đã níu kéo bước chân của Hô Su, khi cậu vừa định quay lưng đi. Bên này, bếp trưởng đã đưa ra phương án để giải quyết mớ hỗn độn này, rằng sẽ cung cấp thuốc giải để đánh thức Min Dung. Dù sao thì cô cũng không ngây thơ để bị lừa dễ dàng như vậy, nên đã đề nghị được thử nghiệm trên chính nhân viên của hắn. Và thật bất ngờ là hắn lại đồng ý, Gigi lập tức di chuyển, nhấn nút mở khóa cửa sắt và từ từ bước ra. Hô Su cũng lén quan sát nhất cử nhất động từ phía xa, thấy ông ta đi khuất thì mới xuất hiện mà chẳng ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên đã đánh động khiến ông ta nghi ngờ mà quay trở lại. Trong khi ấy, Jin U lén tới tủ đựng đồ, lấy ra một lọ thuốc bí ẩn và bỏ đi với khuôn mặt đầy tính toán. Bếp trưởng đột nhiên thông báo có kẻ đột nhập và dập máy ngay lập tức. Sau đó là sự xuất hiện của Hô Su trong trạng thái bị khống chế hoàn toàn. Ông ta còn cầm sẵn trên tay hai chiếc bánh quy ma thuật và nhét vào miệng, vừa đủ để khiến cậu rơi vào nguy kịch giống hệt như Min Dung. Dù Su Dung có ngăn cản thế nào, hay Hô Su có cố gắng dãy dụa tới đâu, thì kết cục vẫn không thay đổi. Cậu chàng lại đổ gục ra sàn và mất kiểm soát hoàn toàn. Ngay lúc ấy, Gigi đã sử dụng lọ thuốc bí ẩn và trực tiếp tiêm nó vào cơ thể cậu. Thật bất ngờ, chỉ vài giây sau, Hô Su đã tỉnh táo trở lại. Điều này không chỉ khiến Su Dung mà chính bà gì đây, cũng bất ngờ khi phát hiện ra thứ thuốc giải ngoại này thật sự có hiệu nghiệm. Gigi đã bỏ lại cậu nằm chòng chơ ở hành lang lớp học, nhưng tác dụng phụ của ma tóe thì vẫn còn, khi nụ cười vẫn luôn hé. Mặt khác, Su Dung sau khi tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu kia, đã năn nỉ bếp trưởng hãy cứu em gái mình. Hắn cũng nhanh nhẹn đồng ý, với điều kiện cô phải trở thành nhân viên của mình. Tất nhiên, Su Dung chẳng dại gì dấn thân vào con đường tội lỗi, nhưng biết làm sao được khi hắn khẳng định lại cô muốn đâm giết ai cũng được, đổi lại hắn sẽ làm điều tương tự với Min Dung. Đó là lý do khiến cô buông dao và rời khỏi đó ngay lập tức. Cuối cùng thì Hô Su cũng tỉnh dậy, sau khi được Jin U đưa về tận phòng, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khiến bạn cùng phòng cũng tò mò. May mắn là Min Dung vẫn bình an vô sự, còn bà Ji thì tỏ ra bức bối khi bếp trưởng liều lĩnh lựa chọn một kẻ điên như cô thực hiện công việc này. Có điều, hắn vẫn làm chủ tình hình, nắm được thông tin có kẻ đang đánh hơi nhưng biết rõ, tay đó không đơn thuần là cảnh sát, và sẽ chẳng có động thái gì ngay cả khi đã trực tiếp xem những tài liệu mà Min Dung đã gửi. Sếp của Sung Pin tỏ ra nóng ruột, muốn cử người tới đánh úp phòng giặt kia để lấy được công thức làm bánh quy ma thuật, nhưng lại bị anh cản lại vì cho rằng thông tin về bếp trưởng còn rất hạn chế. Ông ta giống như giang hồ, hơn là cảnh sát, khi còn tra tấn dê rong trong thùng nước, không quên nhắc nhở, anh cũng đã từng trải qua những giây phút kinh hoàng như thế, nên hãy liệu mà hành động đi. Su Dung ân cần chăm sóc cho em gái, thì Hô Su cũng tới thăm. Thế nên cô nhắn nhủ, hãy quên hết mọi chuyện xảy ra ở tầng giặt đó đi. Có điều, cậu sao có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, khi mà nó có liên quan tới người mình thích cơ chứ? Trước khi rời đi, Hô Su đã thực hiện yêu cầu của Min Dung lúc trước, chuyển lời nhắn nhủ rằng, chị đúng là đồ tâm thần khi đã lãng phí thời gian và công sức cho một người chẳng ra gì, như mình. Thế nên, từ giờ hãy sống cuộc đời của chính mình đi. Cô đã nhờ Hô Su nói một cách thật nhẫn tâm, chỉ cần khiến chị ghét mình là được. Nhưng tất cả những gì Su Dung cần lúc này là em gái tỉnh lại, rồi mặc sức chửi rủa hay chỉ chết thế nào cũng được. Su Dung lập tức thu dọn đồ đạc trong tủ đồ cá nhân ở công ty, bao gồm cả chiếc áo đắt tiền mà Min Dung đã mua tặng với một khuôn mặt vô cảm. Hôm sau, trường học xuất hiện một nữ sinh chuyển trường với phong thái ngút trời, mà Hô Su dù có vô tình chạy ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Sung Pin nhận thấy kết quả học tập của Hô Su có phần sa sút, mà nguyên nhân chắc chắn là vì Min Dung rồi. Vừa hay, thầy lại đặt vấn đề, rằng còn rất nhiều giấy tờ cần có sự xác nhận của người giám hộ, mà nhà trường thì không cách nào liên lạc được với chị của cô nàng. Ngặt nỗi, Hô Su cũng đã không liên hệ từ rất lâu rồi. Cậu đã cố gắng nhắn tin để hỏi thăm nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp, để rồi bất ngờ ngang khi thấy cô nàng Ưn Seo có giao diện giống hệt trước mắt. Thì ra, đây là nữ du học sinh mới trở về sau khi đi du học ở Mỹ, gia thế không phải đậu vừa giang khi cha mẹ cũng thuộc hàng giàu có. Ai cũng tò mò về cô nàng, đặc biệt là cảnh sát mật mạo danh thầy giáo này. Thấy khuôn mặt nữ sinh toát lên vẻ lo lắng, Sung Pin đã động viên hãy cứ thoải mái mà bung lụa, dù sao giao diện này cũng rất hợp với cô mà, khiến Ưn Seo không khỏi bất ngờ. Là học sinh mới, nên cô phải bắt đầu từ lớp bình thường, nơi có rất nhiều nam sinh cá biệt. Ưn Seo được xếp ngồi cạnh Da-hun, và bất ngờ vô cùng khi thấy sự thân thiện của cô nàng. Bên này, Hô Su đang ngẩn người nhớ lại về khoảnh khắc đụng mặt với Ưn Seo. Cậu đã tò mò có khi nào đây là Su Dung hay không, nên cô lập tức tiến tới và nhắn nhủ, hãy coi cô như người xa lạ. Hơn nữa, cô có mặt ở đây là để cứu Min Dung nên đừng phá vỡ kế hoạch của mình. Thật tình cờ là tiết học bơi của lớp cô lại ngay sau lớp xuất sắc,
nên mới có cuộc gặp gỡ đầy sượng chân này đây. Thấy Dahoon muốn kết bạn và gần gũi với Eunseo, dù nét mặt của cô thể hiện rõ sự không thoải mái, Minjun liền lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bằng cách rất thiếu tinh tế khi chủ động quàng vai bá cổ, như thể đã quen biết từ lâu, còn khuyên nhủ nếu muốn có đời sống học đường thoải mái thì hãy ráng mà làm hài lòng Minh. Dù có bị từ chối thẳng mặt, nhưng hắn lại tỏ ra phấn khích với khuôn mặt biến thái khiến ai cũng xấu hổ dùm. Đúng lúc đó thì Jin U đã ra tay cứu cô một bàn thua trông thấy. Khi chỉ còn lại hai người họ, thì đã gọi cô bằng cái tên Su Dung một cách dõng dạc. Dù sao cũng là đồng nghiệp của Min Dung, nên biết chuyện này cũng là điều đương nhiên. Dahoon tận tình đưa Eunseo về tận phòng ký túc, còn tiết lộ đây từng là phòng của Min Dung, nữ sinh học rất giỏi nhưng lại bị cô lập vì vết sẹo lớn trên mặt, duy chỉ có Ho Su là bạn thân mà thôi. Su Dung bỗng rơi vào trầm tư, khi ngắm nhìn nơi mà em gái đã sống suốt thời gian qua. Lấy lý do là bạn, Dahoon hồn nhiên mở vali của Eunseo, sau đó nhân lúc cô không để ý đã lấy trộm rất nhiều đồ lót và nhét nó vào trong áo khoác một cách thuần thục. Trong khi ấy, Hyejin lại tỏ ra tức tối khi biết cờ rớt của mình là Jin U lại yêu cầu Ho Su theo dõi mình. Giận cá chém thớt, cô mỉa mai cậu đúng là vô dụng và không có lòng tự trọng, chẳng khác gì tay sai của Jin U cả. Nhưng biết sao được, gia đình cậu nào có tiền, mẹ thì nằm viện vì ung thư, cha thì bỏ nhà đi với một đống nợ nần. Nên kiếm tiền bằng cách làm những việc vặt thế này cũng là một cách để chi trả cho học phí và tiền sinh hoạt ở ngôi trường đắt đỏ này. Dù học với nhau 3 năm, nhưng tới bây giờ thì Hyejin mới biết hoàn cảnh đáng thương của bạn mình. Hóa ra, Dahoon chẳng hề biến thái, mà chỉ là bị đám nam sinh tinh nghịch này ép mà thôi. Chúng có sở thích bệnh hoạn khi rất thích cảm giác hít hà áo ngực của các nữ sinh khác. Nhưng lần này lại thất bại thảm hại vì Minjun phát hiện ra, nó là áo mới thậm chí còn chưa bóc tem cơ đó. Có điều, hắn lại tìm thấy một chiếc bánh quy ma thuật được giấu kỹ trong chiếc áo đó, tò mò không biết đây là thứ quái quỷ gì. Trong khi ấy, Su Dung chưa hề hay biết chuyện đó, đang ngồi nghiên cứu hồ sơ của tất cả các sinh viên trong trường do bà dì cung cấp. Trong đó còn có đầy đủ thông tin về tình hình tài chính của phụ huynh. Theo thỏa thuận, cô phải kiếm được số lượng khách hàng 10% tổng số học sinh của trường, thì mới mong có được thuốc để đánh thức Min Dung, và hiện tại đã đạt con số 3% rồi. Bà ta không quên tặng một chiếc bánh quy với lời nhắn hãy ăn nó, để ghi nhớ toàn bộ đáp án trong kỳ thi phân lớp sắp tới. Cô chợt nhớ lại lời nhắn đó nên lập tức đi tìm, thì mới hay nó đã không cánh mà bay rồi. Người cầm nó thì lại sử dụng như thú vui tiêu khiển, bắt Dahoon phải ngậm được nó trong miệng, đổi lại sẽ được 1 triệu won. Ngay khi ấy thì có người đã cản lại. Không ai khác chính là Ho Su vô tình đi ngang qua. Cậu ngỏ lời muốn ăn nó để lấy được số tiền thưởng kia, không quên dằn mặt chúng đang có những hành động bạo lực học đường. Thấy Dahoon xuất hiện trước mặt, cô lập tức lục tìm nhưng chẳng thấy nó đâu, đanh mặt lại và tra hỏi. Dahoon sợ hãi nói rằng sẽ chỉ điểm vị trí hiện tại, đổi lại phải cho cô ta đồ lót của Eunseo, đúng là một nước đi không thể ngờ tới mà. Bên kia, Ho Su đã bị chúng tẩn cho ra bã, nằm thẳng cẳng đo sàn. Eunseo bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt tươi tắn, không quên cho chúng xem đoạn phim đã quay lại cực rõ nét cảnh đánh đấm dã man ngay tại trường học này làm bằng chứng. Tất nhiên, cô sẽ chẳng gửi cho hiệu trưởng hay thầy cô cho tốn công vô ích, mà sẽ đến công ty luật, nơi làm việc của cha hắn để phô bày cho toàn dân thiên hạ được biết. Cho tới khi thấy Minjun mới lộ rõ vẻ mặt lo lắng, cô đã đưa ra lời đề nghị sẽ xóa nó. Nếu cậu ta chịu mua món đồ của mình, tất nhiên là thú vị hơn đồ lót rất nhiều. Rất nhanh sau đó hắn đã sở hữu chiếc bánh quy quái quỷ, ngấu nghiến trong một lần và rồi một thế giới mới đầy khoái lạc lại mở ra. Thì ra, hắn đã từng ước mơ được thỏa mãn thú vui tình dục theo cách bạo lực, mà Eunseo với thân hình nóng bỏng chính là đối tác hoàn hảo. Hắn tỏ ra sung sướng khi cô lại gần, mà chẳng ngờ lại bị trừng trị khi cô đã nhỏ từng ngọn nến lên bụng của hắn, với nét mặt chẳng hề thản nhiên hơn. Thế nên, ngay hôm sau đã chủ động mà thể hiện sự yêu thích với món hàng đó. Eunseo nhắn nhủ với cô bạn cùng từ nay sẽ không bị Minjun bắt nạt nữa, vì hắn đã không còn thú vui thích đồ lót nữa rồi. Trong lúc mơ màng, Ho Su vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và biết mục đích cô tới trường là để thay thế vị trí bán hàng của Min Dung, nên ngỏ lời muốn giúp đỡ để cô hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Thế là một giao kèo được xác lập, với mục đích là để đánh thức cô nàng Min Dung, mà chẳng hề hay đã bị Sung Pin bắt gặp. Chỉ cần có thông tin về số lượng hàng, Jin Jin sẽ đảm nhiệm việc nướng bánh. Còn bà dì thì cẩn thận cất bánh vào từng bộ đồng phục đã giặt và tận tay giao tới cho khách. Dù giá bán lên tới 3 triệu won nhưng nhu cầu thì không ngừng tăng cao, vì vốn dĩ khách hàng của họ cũng toàn tiểu thư công tử, con nhà châm anh thế phiệt mà. Bù lại, chỉ với một miếng, độ tập trung và thông minh sẽ tăng lên đáng kể, nửa chiếc sẽ khiến cảm xúc thăng hoa, thổi bay mọi lo lắng, còn thưởng thức trọn vẹn một cái thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực, được ôm thần tượng trong vòng tay không còn là điều xa vời nữa. Nhưng chỉ cần ăn nhiều hơn một chiếc thì hậu quả sẽ khôn lường, ví dụ như ngủ mãi chẳng tỉnh như Min Dung đây. Trong đường dây kinh doanh này, bếp trưởng chỉ liên hệ trực tiếp với bà dì sau khi đã biến đổi giọng nói, cả nhân viên và khách hàng đều không biết hắn là ai.
Hắn tỏ ra phấn khích khi thấy ngày đầu tiên, Min Dung đã đem về nhiều khách hàng mới, còn nhắn nhủ bà dì đứng ích kỷ mà tìm cách phá đám cô, gây ảnh hưởng tới việc hoạt động kinh doanh chung. Bên cạnh đó, hắn còn tiết lộ đã lên kế hoạch xử lý tay cảnh sát đang theo dõi họ. Thế nên, hãy thôi tò mò về danh tính của hắn đi. Thật bất ngờ, người vừa ra chỉ thị đanh thép ấy, lại là cậu nhóc Suho luôn mang bộ mặt hiền lành và ngơ ngác, nhưng khi cần thì nụ cười sẽ tắt, sắc mặt lập tức biến đổi.